Xin chào các bạn, mình là My, bác sĩ điều trị của Bệnh viện Thú y Kinh Bắc Từ Sơn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề, đấy là bệnh xử lý khi chó bị ăn phải bả hoặc là thuốc chuột. Thì như chúng ta đã biết, cái bệnh mà trường hợp mà ăn phải bả hay thuốc chuột đấy là cái bệnh lý cấp tính mà phải xử lý rất là nhanh. Khi mà cái với lại cái thuốc chuột hiện nay ấy, thì chủ yếu đấy là nó không làm cho con chó chết nhanh nên là rất là khó phát hiện. Ví dụ như là khi mà chuột hay là chó mèo ăn phải thì khoảng tầm 3 đến 5 ngày sau ấy, nó mới có biểu hiện ra bên ngoài gây chết. Bởi vì cái thuốc chuột bây giờ là nó sẽ làm cho giảm cái tiểu cầu và sau là con vật sẽ xuất huyết nội tạng và chết dần dần. Và lại thuốc chuột thì lại không có màu, có mùi gì nên là rất là khó phát hiện. Nhiều trường hợp mà khi mà phát hiện ra thì nó đã ở cái giai đoạn cuối rồi và chúng ta không xử lý được, không cứu được, kể cả đưa đến thú y. Thì hôm nay mình chỉ hướng dẫn cái trường hợp là khi mà chúng ta sẽ ăn phải cái loại bả truyền thống hoặc là chúng ta nhìn thấy chắc chắn là con chó con mèo nhà mình ăn phải thuốc chuột rồi thì mình sẽ xử lý như thế nào nếu không ở gần hiệu thuốc, không gần phòng khám hay bệnh viện thú y. Trước tiên là chúng ta hãy gây nôn cho chó hoặc mèo, bởi vì là cái việc mà gây nôn ra nó sẽ giảm cái sự hấp thu vào máu của thuốc độc nhanh nhất. Có hai cái cách gây nôn mà các bạn có thể, mình hướng dẫn các bạn có thể sử dụng tại nhà được. Cách đầu tiên đấy là các bạn cho dùng oxy già 3% ấy, các bạn mua ở hiệu thuốc người, hầu như hiệu thuốc nào cũng có. Thì với cái liều lượng là một thìa cà phê cho 2 đến 3 kg thể trọng, các bạn bơm cho uống, nhưng mà chỉ ở bơm tối đa khoảng 3 lần thôi. Kèm với quá trình bơm thì mình sẽ kích thích cái bụng bóp vào phần dạ dày nhé. Đây, bóp vào cái phần này, phần dạ dày này, phần ruột này, để cho kích thích cho nó nôn ra. Còn cách thứ hai đến là các bạn cho uống nước, xối thật trực tiếp thật nhiều nước. Nếu trường hợp chó nó không có hiện tượng đấy là thần kinh hàm nó cứng lại thì các bạn xối trực tiếp, bơm trực tiếp nước bằng xi lanh to hoặc là xối bằng vòi nước, để cho tức là bơm từ từ để cho nó khỏi sặc, để cho nước nó uống cảm giác như uống no nước đấy. Sau đấy mình kích thích, khi mà nó uống đầy dạ dày mình kích thích thì nó sẽ nôn ra. Khi mà nó nôn được hết các thứ trong dạ dày ra rồi thì lúc đấy là nó sẽ mệt, thì mình có thể sử dụng cái than hoạt tính hoặc carbonic mua ở hiệu thuốc người cho uống để hấp thu những cái độc tố còn lại. Sau khi mà uống xong ấy thì nếu mà có điều kiện để đưa đi thú y thì mình khuyên là các bạn nên đưa đi thú y, bởi vì đến thú y thì bọn mình sẽ còn truyền để giải độc nữa và tiêm thêm các thuốc hỗ trợ giải độc nữa thì mới có hiệu quả. Còn với những cái trường hợp mà ở cái giai đoạn sau rồi ấy thì thực ra các bạn có xử lý tại nhà thì cũng không hiệu quả đâu. Đến cái giai đoạn mà có triệu chứng co giật thần kinh là một, hay là chảy máu mũi, chảy máu mồm rồi thì rất là khó. Kể cả đến thú y thì bọn mình cũng hỗ trợ cũng không, kết quả không tốt. Và đấy là cái cách xử lý tại nhà khi mà bị trúng độc. Và làm thế nào để chó hạn chế bị ăn phải bả chuột đấy thì mình khuyên là các bạn, thứ nhất là gia đình mình thì không nên đánh chuột bằng thuốc mà nên sử dụng các biện pháp như là keo bẫy chuột này, keo dán chuột này, hoặc là nuôi mèo. Còn trường hợp bất khả kháng mà thả tự do hoặc ra ngoài thì mình nên dọ mõm vào cho các bạn ấy để kiểm soát cái việc ăn uống. Trên đây là cái hướng dẫn của mình để xử lý khi mà chó bị ăn phải thuốc chuột hoặc là ăn phải bả. Hy vọng là những chia sẻ của mình có ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.